Nói bài học thực ra thì nó giống như giảng đường á, nhưng mà ở đây thì nó không có giống như vậy. Tức là ở đây là trao đổi những vấn đề thực tiễn mà làm sao mà chủ trương của cái nhà trường á, và chương trình là thông báo cho ban giảng viên là làm sao mà người ta đến thời gian quý báu tốn kém như thế, người ta có thể về người ta ứng dụng được. Cái đó là cái tâm thế chúng tôi khi tham gia chương trình này. Thì khi mà nói về cái vấn đề về tài chính á, mà quản trị chi phí, nói chung là liên quan đến những con số, thì thông thường cái món đó là cái món mà làm cho những cái người ngoại đạo á, người ta ngán. Ví dụ mình nói là mình học marketing, mình học quản trị nhân sự, mình học kỹ năng lãnh đạo, thì có lẽ vui vẻ ai cũng có thể tham gia được hết, nhưng mà riêng cái món này thì nó có số có má, thành ra nó có vẻ nó hơi ngán. Tuy nhiên là chúng tôi cũng có kinh nghiệm tham gia vào các cái lớp dành cho doanh nhân, doanh nghiệp, thì cũng là đây cũng là một cái sứ mạng cá nhân, thì cũng không giấu gì các anh chị, cũng phải giới thiệu thêm, không phải là marketing, nhưng mà để các chị yên tâm, chúng tôi luôn luôn theo sát cái doanh nghiệp. Cụ thể là hiện nay tôi là ủy viên ban chấp hành của Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh thì nó lớn lắm. Nó là cái hiệp hội trực thuộc thường vụ thành ủy quản lý. Ở Sài Gòn thì có bốn cái hội lớn là phải thường vụ quản lý, đó là hội luật gia, hội doanh nghiệp, liên hiệp khoa học kỹ thuật, hội văn hóa văn học nghệ thuật. Đó là bốn cái hội mà nhà nước cho là quan trọng cho phải quản lý từ cái cấp cao. Thì ở trong cái ban chấp hành hiệp hội thì tôi là phó ban đào tạo của Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Nói như vậy để các chị yên tâm là chúng tôi có theo dõi sát sao cái tình hình hoạt động các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Còn riêng cá nhân tôi thì cũng có một cái may mắn là tôi cũng có thể trực tiếp trao đổi về mặt kỹ thuật với các anh chị dưới góc độ là một giảng viên. Đó là cái bước đầu để mình thấy rằng là cái lớp học sẽ thoải mái, và mặc dù là cái lớp học này là quay phim để đưa lên online cho mọi người đều có thể học, tuy nhiên là trong lớp khi các anh chị có cái vấn đề gì đó, các anh chị cứ việc mạnh dạn nêu ra, và có rất là nhiều cái trường hợp là chúng tôi học lại từ các anh chị, học lại những cái thực tế, học lại từ những cái thực tiễn như vậy để mình củng cố thêm, mình chuẩn bị thêm cho những cái khóa sau. Thì đó là cái mong mỏi mà có cái sự phản hồi từ các anh chị. Cũng như vậy cho nên là khi cái thiết kế cái này đó thì cũng có nhiều trường, và trong đó cũng có cái trường chúng ta là cái BGUNI. Thì cái quan điểm của tôi đó là tất cả cái gì có mặt trên đây đều chuyển hết cho các anh chị. Bởi vì như các anh chị biết á, là nếu mà mình học nhiều quá có thể mình quên, mà mình cứ đi đâu mình cứ cầm cái bài này nè thì nó cũng ngại lắm và nó mất thời gian. Cho nên tôi có đề nghị trường là chuyển cho các anh chị, tặng cho các anh chị toàn bộ những cái gì xuất hiện trên đây, cụ thể là các cái file PowerPoint, để các anh chị có thể để vào trong iPhone, iPad, đi đâu mình cũng lật mình xem được hết, ngồi máy bay, ngồi xe, đi công tác gì cũng lật được xem hết. Ngoài ra thì mang tiếng là ứng dụng, cho nên là ví dụ như thế này, ví dụ như là nó là ứng dụng, cho nên là ví dụ như là đây, cái gì chịu khó chút ha. Ví dụ như là chúng ta chẳng hạn như chúng ta nghiên cứu về cái phần dự báo chi phí, dự báo chi phí, thì cái phần dự báo chi phí là cái file PowerPoint sẽ gửi các anh chị, gửi ban anh chị. Nhưng mà ngoài ra đó thì chúng tôi tặng cho các anh chị một cái file Excel, file Excel. File Excel này sẽ được tặng cho các anh chị và các anh chị đem về các anh chị sử dụng ở trong công ty của mình. Người ta có làm mẫu sẵn hết cho mình. Mình về mình chỉ cần ráp những cái số liệu của công ty mình vào thì mình để mình thấy được cái tình hình thế nào, và đây là cái file Excel giống như là nó kết cấu trên Excel gần như một phần mềm tặng cho các anh chị. Hay là ví dụ thứ hai tiếp theo, khi chúng ta học cái phân tích điểm hòa vốn, điểm hòa vốn, ở đây thì tôi nói tiếng Nam Bộ điểm hòa vốn, nhưng mà khi mà tôi giảng Hà Nội tôi sẽ nói là điểm hòa vốn. Điều tôi nói tiếng Hà Nội không hay lắm, có nhiều người Hà Nội thì nói tiếng Sài Gòn rất là hay, nhưng mà tôi thì không không hay lắm. Và điểm hòa vốn thì như vậy là
cái bài điểm và vốn thì cũng vậy, cũng lại tiếp tục tặng cho các anh chị cái file liên quan Excel liên quan điểm và vốn đó. Đó, và mình về mình có thể mình áp dụng vào trong cái công chuyện của mình để mình ra những cái kết luận này khác, mà không phải làm gì nữa hết. Chút xíu tôi sẽ hướng dẫn cái này. Ví dụ thứ ba trong chương trình này, chúng ta sẽ học một cái món nữa buổi chiều là cái kế hoạch ngân sách. Kế hoạch ngân sách, nói kế hoạch ngân sách thì thực ra là nói theo cái tiếng Anh á, master budget, nhưng mà nói theo kiểu tiếng Việt của mình á, cho nó dễ dàng và gần gũi hơn á, là nó là cái kế hoạch kinh doanh, nhưng mà tôi nhấn mạnh vào cái kế hoạch quản lý cái tiền bạc, quản lý dòng tiền, kế hoạch về tiền mặt trong kế hoạch ngân sách đó. Thì riêng cái quyển sách này cũng vậy, chúng tôi cũng xin phép ban giám đốc nhà trường là chúng tôi gửi tặng cho các anh chị cái file về kế hoạch ngân sách, cái file Excel, ví dụ thế, để mình biết rằng là trong từng tháng như vậy thì chúng ta tiền bạc mình thừa thiếu bao nhiêu, thừa thiếu trong bao lâu, và trong từng tháng một như vậy á thì cái dự kiến lợi nhuận của mình sẽ ra sao, trong từng tháng như vậy á thì mình cái cân đối tài sản nợ nần vốn liếng ra sao, nó thành một phần mềm, và các anh chị chỉ việc nạp các số các anh chị vào chỗ này là tự động nó sẽ tính toán cho các anh chị hết đó, giống như là một cái phần mềm. Như vậy là cái tinh thần chúng ta là học, là chúng ta nắm được cái cốt lõi, cái tinh thần, và không phải là kiểu sinh viên, mà thực ra kiểu sinh viên cũng không đơn như vậy, là học thuộc lòng. Các anh chị có thể diễn đạt cái nội dung đó bằng cái cách của các anh chị. Cho nên khi mà giảng bài cho các ông giám đốc chi nhánh của Viettel ở Hà Nội đó, thì tôi nói rằng là tôi rất thích cái câu của Viettel, tức là hãy nói theo cách của bạn. Và như vậy là các giám đốc và đa phần là dân kỹ thuật hết, thì người ta sẽ nói bằng cái hiểu biết của mình, chứ đừng nên bắt chước bất kỳ một cái định nghĩa nào của bất kỳ ai. Vì vậy các anh chị sẽ thấy trên lớp học này gần như không có cái gì mà thuật ngữ cao sang hết, gần gũi rất là đời thường. Đó là cái cách như vậy. Vì vậy là chúng ta còn nắm cái cốt lõi thôi, và sau đó là mình về mình ứng dụng, mình làm. Thì cái gọi là cái triết lý hiện nay đó, ở trong cái đào tạo nói chung và trong cái đào tạo doanh nghiệp nói riêng á, thì người ta bắt đầu đi vào những cái cụ thể, tức là không phải là một cách chung chung, là giống như là tổng đốc mới của Pepsi Cola, người Ấn Độ nữ, có tuyên bố rằng là hãy cất cái bằng MBA của anh qua một bên, về doanh nghiệp nói xong đặt tay, phải đặt tay lên máy bấm nút chỉ ra đàng hoàng, chứ không thể nào mà nói chung chung chúng ta phải làm sao làm thế nào, không thể nói chung chung vậy được. Tất nhiên là một giám đốc, một người chủ thì không nhất thiết phải ngồi lên trên máy tính để mà làm chuyện đó, nhưng mà giám đốc, người chủ biết được con số đó đâu ra và tại sao như vậy, và cần thiết thì mình có thể mình để tay lên mình enter một cái thôi, chứ không phải đánh máy làm gì nhiều. Cái đó là cái cách mà chúng tôi muốn cái gọi là cái cách của chúng tôi là như vậy. Một cái giới thiệu thêm thì tôi cũng tham gia giảng dạy những chương trình uy tín ở Việt Nam. Ví dụ như là trường Fulbright. Thì trường Fulbright nó có một cái câu mà các anh chị hay thấy trên báo đó, tức là giáo dục khai phóng, liberal arts education. Nói một cách thực ra là tôi cũng chưa đồng ý lắm cái từ khai phóng này. Có nghĩa là mình tự do, học để thành người tự do là mình nắm kỹ và mình tự ra quyết định trong những tình huống mà nó đa dạng ở ngoài cuộc sống. Còn nếu mà mình học cái khuôn khổ trong lớp học không á, thì khi ra ngoài đời á, chúng ta sẽ lúng túng khi chúng ta gặp một tình huống nào đó. Cho nên vì học cái phương pháp học nó còn hơn, quan trọng hơn là học cái nội dung học. Thì đó là cái gọi là khai phóng là như vậy, triết lý về khai phóng. Rồi. Còn cái việc học á các anh chị, thì ai cũng phải học. Tôi hôm nay lẽ ra là nằm trong cái đoàn đi đám tang của chú Sáu Khải, nhưng mà có lớp học này cho nên là xíu nữa mình lớp mình sẽ tưởng niệm chút xíu thôi. Thì chú Sáu Khải là thế này, khi mà chú Sáu Khải là phó thủ tướng thì ông Võ Văn Kiệt, chú Sáu Dân là thủ tướng. Thì lúc đó là năm 1995 thì Mỹ xóa cấm vận, Bill Clinton ký xóa cấm vận.
Xoán Vặn xong thì lúc đó là họ đưa cái muốn đưa cái chương trình Fulbright vào Việt Nam. Họ muốn đưa chương trình Fulbright vào Việt Nam. À, đây là một cái bài nói chuyện của tôi trong một cái lớp CEO nào đó thôi. Quản trị doanh nghiệp mà trong cái ngôn ngữ đời thường. Tất nhiên không phải bài ngày hôm nay. Nhưng mà có một cái hình liên quan. Một cái chuyên đề tôi nói chuyện có hình liên quan đến chú Sáu. Thì như vậy rằng là lúc đó là thủ tướng là cái gì biết về chính trị Việt Nam, cái này có thể không có quay phim, và quay phim cũng được nhưng mà không có đưa lên. Chính trị Việt Nam thì nó phức tạp. Nói phức tạp thì cũng đúng, cái cách, cái style của Việt Nam là như vậy. Cho nên lúc đó là thủ tướng Võ Văn Kiệt là cũng ngại, cho nên là mới ủy nhiệm cho phó thủ tướng Phan Văn Khải ký để cho chương trình của Mỹ vào Việt Nam năm 95. Thì lúc đó là các anh chị trẻ chắc các anh chị không biết được những cái thời kỳ mà gian khổ của những cái lứa tuổi lớn đó, rất là khó để sống được, làm được, chứ không phải đơn giản như bây giờ. Thì lúc đó là người ta sợ diễn tiến hòa bình, tức là những người Mỹ vào đây sẽ làm hư cái chế độ của mình. Chứ vì vậy rằng là người ta chỉ cho phép 2 năm thôi, mà chú Sáu Khải đặt bút ký cái chuyện đó. Rồi sau đó gia hạn mãi, cho đến bây giờ là 20 mấy năm trời, thì cái chương trình Fulbright đã trở thành trường đại học Fulbright một cách chính thức ở Việt Nam. Năm nay thì đã bắt đầu chiêu sinh thạc sĩ và đang chuẩn bị tinh thần để năm nay và sang năm thì bắt đầu mở những lớp đại học ít thôi, từ từ phát triển lên theo đúng cái mô hình phi lợi nhuận của Đại học Mỹ. Thì trở lại là chú Sáu Khải mới nói rằng là lúc đó xin phép ông Tổng Bí thư Đỗ Mười là tôi được đào tạo một cách rất bài bản. Chú Sáu học rất là giỏi ở trường Đại học Plekhanov, trường kinh tế quốc dân Moscow. Và như vậy là nhưng mà tôi được đào tạo kinh tế kế hoạch. Bây giờ mình ra thị trường thì tôi phải đi coi thử người ta làm thị trường là sao. Thì xin phép ông Đỗ Mười, chú Sáu đi vòng vòng các nước Đông Nam Á, Singapore, Malaysia, Indonesia. Nhưng mà sau đó về thì chính chú Sáu là một cái người tôi gọi là lớp trưởng, dẫn một cái đoàn mấy chục người đó, trong đó có bộ trưởng, thứ trưởng và chủ tịch bí thư cái thành phố lớn đi qua Mỹ và thông qua chương trình Fulbright này và qua tại Đại học Harvard học. Mà nói là học đó các anh chị, nhưng thực ra là cách học của lãnh đạo đó khác mình chút ha, ngồi vòng tròn rồi cũng nói rồi chia sẻ, rồi sau đó đi thực tế đi coi này khác. Rồi sau đó đó là cứ thay phiên nhau, cứ 2 năm một lần là cái lớp này được tổ chức tại Đại học Harvard. Có năm thì thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lúc đó là phó thủ tướng làm lớp trưởng, có năm thì ông bộ trưởng nào làm lớp trưởng, nói chung là lớp trưởng là dạng phó thủ tướng không đó, còn lại là lớp viên là bộ trưởng không đó. Thì như vậy rằng là trong một cái lần tốt nghiệp của cái khóa thạc sĩ chính sách công ở Fulbright thì chú Sáu Khải là người được mời lên để nói chuyện cái buổi này. Đây chúng ta này đây thì trong đó chú Sáu Khải có phát biểu một câu là mặc dù tôi chưa nhận được cái bằng cấp của Đại học Harvard nhưng mà tôi cũng tự hào rằng tôi đã ứng dụng cái chuyện đó vào trong thực tiễn, cụ thể là những kết quả tôi đã làm trong cái nhiệm kỳ, trong cái thời gian 9 năm làm thủ tướng của tôi, ứng dụng thị trường. Như vậy tôi đang muốn nói đây là một mặt thì mình tưởng nhớ cái người có công, một mặt là mình học tập cái tinh thần học tập đó, cái gì không biết là phải đi học. Xin lỗi các chị, chơi cũng phải học. Có người bảo ra tennis cứ ra đi, tôi đánh đại hồi tôi quen à, không phải như vậy, muốn chơi cũng phải học, học để chơi cho nó hưng phấn hơn. Nôm na như vậy. Thì còn cái mà đứng nói chuyện cười này nè, thì hoàn toàn không có liên quan gì đến học thuật cả, mà cái khúc cười đó là tại vì tôi có gần gũi chú Sáu từ lúc còn nhỏ hơn nữa, lúc chú Sáu còn mới làm phó nhiệm ban kế hoạch thôi, chưa phải là thủ tướng, phó thủ tướng. Thì tôi biết là chú Sáu rất là nghiện thuốc lá, mà tôi cũng hút thuốc lá. Vậy cái này là hỏi là chú Sáu còn hút thuốc không? Thì ông nói là tao còn có bao nhiêu đó thôi đó mày, tức là đại khái cuộc đời không có gì vui nữa hết, còn cái thuốc đó thôi đó. Cho nhiều người khuyên bỏ mà ông không bỏ. Thì thọc tay vô túi áo vest rút ra gói thuốc, mà lúc đó là cái sân trường lúc đó không có hút được, phải chạy ra sau cái màn hai chú cháu đâu hút thuốc. Thì tôi có nói một câu thế này: khi nào mà chú thấy còn ngon, mà chú thấy thèm, mà hút vô thấy ngon thì chú cứ hút. Chú mà nhịn nó còn khổ hơn là chú hút nữa, thôi chú cứ hút đi. Thì chú Sáu mới nói là không có ai mà khuyên tao giống mày hết trơn. Người ta khuyên là bỏ thì kia, còn mày nói cứ hút, nếu mà thấy ngon là hút. Thì cái triết lý của tôi là như vậy. Thật ra thấy khi nào mệt, mình biết cơ thể mình không chấp nhận nữa thì mình bỏ, mình không hút.
Nhưng mà nói chung là thấy ngon thấy thèm cứ chơi. Đông đa như vậy. Thì đó là cái câu chuyện mà đang đứng thầm thầm nói chuyện nhỏ nhỏ sau cái lời tốt nghiệp. Một phút được tưởng nhớ Chúa như vậy. Rồi bây giờ chúng ta quay lại cũng là một gương học tập. Một gương học tập của còn cái này là cái một cái bài nói chuyện của tôi thôi. Nếu mà sau này mà trường cho phép thì tôi cũng đưa lên, rồi trường có thể đưa lên trên cái lớp rồi mình học. Mình đọc cho vui thôi. Đọc cho vui thôi chứ không phải là cái bài giảng ngày hôm nay. Rồi bây giờ chúng ta quay lại chương trình của mình. Các anh chị có bốn cái tập bài giảng, bốn cái tập. Thì cái chương đầu tiên đó thông thường là người ta giới thiệu thôi. Và không có cái gì để mất thời gian lên lớp cả, dành cho cái gì đọc liếc qua. Không có thời gian ở đây thì về nhà lên iPad, iPhone lật đọc, không có gì phải giải thích trên lớp cả. Nhưng mà dù sao cũng có một cái màn mở đầu giới thiệu. Thì nói về là các anh chị nó hơi một chút để cái nguồn gốc của cái việc chúng ta học ngày hôm nay. Có một cái nguồn gốc chúng ta học ngày hôm nay. Thực ra đó, khi cái gì nói tới cái chữ kế toán này nè. Nhưng cái gì lưu ý, tôi không phải là giảng viên một kế toán. Hãy nhớ rõ dùng cái chuyện này. Kế toán là sao? Kế toán là cái người ở làm Việt Nam á, ở Mỹ cũng vậy. Là cái người phải theo dõi cái quy định, quy ước, mẫu báo cáo, rồi hạch toán này kia của Việt Nam là do Bộ Tài chính quy định. Thì kế toán là phải làm chuyện đó, phải theo dõi chuyện đó, phải hướng dẫn giáo viên chuyện đó. Ở Mỹ cũng vậy, anh muốn làm kế toán thì anh cũng phải làm đúng theo cái form mẫu của Ủy ban chứng khoán, là cái nơi quản lý các cái báo cáo tài chính của Mỹ. Tôi không phải làm chuyện này. Và cái gì mà hỏi tôi là chế độ 55 về kế toán thì kia là tôi không biết thôi nha. Chế độ 55,2 gì đó là tôi không biết đâu. Tôi biết khoa học của nó thôi. Thì khi nói tới kế toán á, thì Việt Nam mình trước đây chỉ có một thứ, đó là kế toán tài chính. Kế toán tài chính. Một thứ này thôi, một thứ một. Nền kinh tế kế hoạch, không có thị trường. Cái kế toán tài chính á, chút xíu tôi sẽ nói thêm. Tôi ví dụ cái liên quan đến cái việc chúng ta học ngày hôm nay. Chẳng hạn nói về chi phí. Chi phí. Theo cái kiểu cái toán tài chính này. Thì thông thường là mình nói là mình sẽ nhìn thấy được những cái chi phí của mình trong sản xuất. Và những chi phí mà nó không phải trong sản xuất thì không phải sản xuất. Có người hay gọi là chi phí ngoài sản xuất, tức là chi phí mua bán, chi phí thương mại, hành chính này khác. Thì trong chi phí sản xuất này thì nó có ba thứ. Một là nguyên vật liệu, tức là anh muốn sản xuất thì anh tốn cái nguyên vật liệu gì trong đó. Cái thứ hai là cái nhân công, hay còn gọi là lao động trực tiếp á, nó gắn liền với cái giá trị sản phẩm này. Cái thứ ba là có những cái chi phí mà nó không có gắn trực tiếp vào trong từng sản phẩm một, nhưng mà nó liên quan đến nhiều sản phẩm, ví dụ là của quản đốc phân xưởng, là tiền điện tiền nước chung cho cả phân xưởng và rất nhiều sản phẩm. Thì những chi phí đó nó gọi là chi phí chung, nhưng mà ở trong sản xuất á, cho nên gọi là chi phí sản xuất chung. Như vậy cái gì cũng thấy ba thứ này.